Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Năm 2022-2023, lĩnh vực y tế được phân bổ khoảng 14.000 tỷ đồng để tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở. Việc lập và giữ vững vùng xanh ở khu vực cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc được coi là chìa khóa để khơi thông xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Năm 2021 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Chi tiết sẽ được thông tin trong phần tiêu điểm bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Để động viên người tốt việc tốt, tối ngày 13 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen anh Trung Văn Nam, người vừa bất chấp hiểm nguy cứu học sinh lớp 9 Vũ Hải Yến bị mắc kẹt trong đám cháy ở phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội vào trưa thứ Tư vừa qua. Cùng với cảm ơn anh Trung Văn Nam, có tấm lòng dũng cảm, trái tim nhân hậu và có sức khỏe tốt đã xả thân vì cộng đồng, cứu một gia đình thoát cảnh tang thương, làm sáng thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, vốn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta. Chủ tịch nước cũng chia sẻ với gia đình ông Vũ Mạnh Cường về những thiệt hại tài sản, nhưng cũng đã may mắn bảo toàn mạng sống của các thành viên trong gia đình. Chúc mừng em Vũ Hải Yến vừa được anh Nam cứu sống và phải trải qua một tai nạn khủng khiếp trong cuộc đời. Nhưng Chủ tịch nước mong muốn em sẽ trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, ngõ xóm, lớp, trường học của em về phòng chống cháy nổ, cứu nạn. Qua vụ việc này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, hộ gia đình phải kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc các phương tiện sản xuất, làm việc, sinh hoạt để không gây ra nguy cơ cháy nổ. Đồng thời tuyên truyền mạnh hơn nữa về kiến thức lẫn kỹ năng khi sự cố xảy ra đến từng cá nhân. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và khen ngợi các cán bộ chiến sĩ công an và những người đã tham gia cứu em Yến, dập tắt đám cháy, đồng thời kêu gọi người dân hãy dập tắt những nguy cơ gây ra cháy nổ, nhưng hãy lan tỏa ngọn lửa của tình yêu thương, của sự nghĩa hiệp đến với cộng đồng. Sáng ngày 14 tháng 1, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong 5 năm qua, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Tổ chức hội ngày càng mở rộng, nội dung hoạt động phong phú, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hội đổi mới phương thức hoạt động, đoàn kết sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, là Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khóa 6. Tại kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực y tế được phân bổ khoảng 14.000 tỷ đồng để tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở. Đây là khoản đầu tư rất có ý nghĩa vì trong 2 năm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua đã cho thấy y tế cơ sở giữ vai trò vô cùng quan trọng nhưng cũng bộc lộ những yếu kém bất cập cả về trang thiết bị lẫn chất lượng đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế. Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội từ vài trăm ca một ngày chỉ sau gần một tháng đã ghi nhận gần 3.000 ca. Đến thời điểm này đã có trên 42.000 người mắc COVID-19 tại Hà Nội đang được nhân viên của các trạm y tế xã phường theo dõi và hướng dẫn điều trị tại nhà. Mỗi trạm y tế xã phường chỉ có khoảng 6 đến 7 nhân viên. Có trạm có bác sĩ, có trạm thì không, nên hệ thống đã bị quá tải. Trạm y tế phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm có 6 người, nhưng phải theo dõi và hướng dẫn điều trị gần 300 người mắc COVID-19. Hiện nay số lượng cán bộ y tế của chúng tôi hiện nay chỉ có 5 cán bộ và một tôi là 6. Do vậy là cái quá tải về y tế là rất lớn. Hệ thống y tế cơ sở không đủ trang thiết bị, nhân lực và năng lực để chống đỡ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dịch bùng phát nhanh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm đầu đợt dịch thứ tư. Năng lực về cái việc triển khai các hoạt động chuyên môn của cái hệ thống y tế cơ sở của chúng ta là còn nhiều những cái yếu kém. Thế rồi y tế dự phòng của chúng ta trong bối cảnh bình thường thì có thể đáp ứng, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh không thể đáp ứng được.
Thế rồi là cái năng lực ngay kể cả vấn đề về cấp cứu đối với bệnh nhân nặng của chúng ta cũng không đáp ứng được. Gói hỗ trợ 14.000 tỷ đồng cho ngành y tế sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau với mục đích nâng cao được năng lực cho y tế cơ sở về hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực và y tế dự phòng. Mục tiêu là hệ thống này sẽ đảm đương được nhiệm vụ phòng chống dịch trong mọi tình huống. Cái nguyên tắc của cái gói này, cái hỗ trợ này, đó chính là địa phương hoàn toàn làm chủ và chịu trách nhiệm cho cái vấn đề này. Trên cái cơ sở đó, Trung ương tổng hợp lại cái danh sách và trình đối với các cơ quan có cấp có thẩm quyền và sẽ phân cấp ngân sách cho các địa phương, và các địa phương phải tập trung ưu tiên và làm sao trong vòng 2 năm để có thể triển khai được cái gói hỗ trợ này. Từ thực tiễn chống dịch vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đó là các tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long và nay là Hà Nội, Bộ Y tế khẳng định đây là gói hỗ trợ hết sức quý báu trong bối cảnh về điều kiện vật chất, về cơ sở cũng như là trang thiết bị y tế cơ sở hết sức khó khăn như hiện nay. Khoản đầu tư này chắc chắn sẽ giúp cải thiện và nâng cao được năng lực đối với y tế cơ sở và y tế dự phòng tại các địa phương. Tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể bật tăng lên 5,5% và sau đó ổn định với mức khoảng 6,5% khi đại dịch sẽ được kiểm soát. Đây là dự báo từ Ngân hàng Thế giới World Bank. Ngân hàng Thế giới đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam mới đây đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam vẫn còn dư địa tài khóa đáng kể nên có thể nới lỏng mà không gây tác động lớn đến cân đối tài khóa. Nợ công vẫn được duy trì bền vững trong ngắn hạn và trung hạn. Giá cả nguyên vật liệu sẽ ổn định dần khi chuỗi sản xuất đang nhanh chóng nối lại, giúp giảm áp lực lạm phát. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị cần đẩy nhanh hơn đầu tư công, nhất là đầu tư vào cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng. Cần triển khai sớm và hiệu quả việc xử lý nợ xấu khi biện pháp gia hạn thời gian trả nợ kết thúc. Hai tuần trở lại đây, việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu đã có tín hiệu tích cực hơn. Tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai, quả thanh long và một số loại trái cây của Việt Nam đã được thông quan trở lại. Trong khi Trung Quốc vẫn kiên định áp dụng chính sách không COVID-19, thì việc lập và giữ vững vùng xanh ở khu vực cửa khẩu được các tỉnh biên giới coi là chìa khóa để khơi thông xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Các xe hàng phải qua 3 vòng kiểm soát mới vào được cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Việc kiểm soát gắt gao như vậy đã giúp phát hiện kịp thời nhiều lái xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2, giúp giữ vững vùng xanh khu vực cửa khẩu. Việc thiết lập vùng đệm này thì chúng tôi là bố trí là các cái khu vực đỗ xe tập trung thì sẽ giãn cách ra không gần sát với cửa khẩu. Chẳng hạn như là đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì chúng tôi bố trí cái vùng đệm ấy là ở cái khu trung chuyển hàng hóa. Đối với cửa khẩu Tân Thanh thì cái khu vực vùng đệm là chúng tôi bố trí ở cái khu phi thuế quan. Lượng xe tồn ở Lạng Sơn vẫn còn khoảng 1.800 xe, chưa kể số xe đưa lên vẫn ở mức 120 xe mỗi ngày. Vì vậy, tỉnh vừa gửi thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu kể từ ngày 17 tháng 1 đến Tết Nguyên đán. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có làm việc với lại các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc là thực hiện các cái phương tiện kỹ thuật cũng như là cái phun khử khuẩn đối với hàng hóa để làm thế nào đó đáp ứng được cái yêu cầu kiểm nghiệm kiểm dịch của phía Trung Quốc, và trong cái thời gian tới thì hy vọng là sẽ đạt được cái đồng thuận. Thì cũng mong các doanh nghiệp là cũng cập nhật cái thông tin để làm thế nào đó đáp ứng được cái yêu cầu của phía bạn. Còn tại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, hai ngày nay lưu lượng xe đổ dồn về đây tăng cao. Để đảm bảo không xảy ra ùn ứ, tỉnh Lào Cai đã chủ động phương án điều tiết phân luồng từ xa. Lái xe bắt buộc phải xét nghiệm PCR, phương tiện được khử khuẩn tại buồng lái và toàn bộ xe. Mình thấy là cần thiết, tại vì tất cả cho người dân mình và tất cả anh em tài xế và bên kia qua và bên mình qua bên Trung Quốc. Tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế xây dựng phương án để có một cái khu vực an toàn và khá là tương đồng với cái việc quản lý dịch bệnh COVID của phía cửa khẩu bên bạn. Hiện nay hơn 200 xe trái cây đang chờ tại Lào Cai để làm thủ tục thông quan. Để tập trung giải phóng lượng lớn hàng hóa đang ùn ứ, tỉnh đã khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế vận chuyển nông sản lên cửa khẩu. Sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn trương thành lập nhóm công tác giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
Gần 4.000 tỷ đồng là số tiền sai phạm về tài chính, sai phạm trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 38 dự án ở những vị trí đắc địa tại Hà Nội. Đó là kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ về các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất công của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội. Điều đáng nói là hàng loạt sai phạm không chỉ từ phía các chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước, mà còn từ chính các sở ngành, các cơ quan quản lý của Hà Nội trong giai đoạn 2002 đến 2014. Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. Tòa chung cư này nằm trên khu đất gần 2.500m2 ở mặt đường Lê Văn Lương. Đây vốn là đất công, đã có hạ tầng sạch, được giải phóng mặt bằng từ tiền ngân sách nhà nước, được quy hoạch làm công trình công cộng, nhà để xe ô tô cao tầng. Nhưng thành phố Hà Nội lại giao cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Handico không qua đấu giá, vi phạm nhiều quy định pháp luật. Còn Handico khi nhận đất công đã không thực hiện theo quy hoạch mà đề xuất chuyển đổi sang mục đích kinh doanh, liên danh với hai doanh nghiệp tư nhân để thực hiện và được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Sau đó, Handico lại bất ngờ rút khỏi liên danh, bàn giao toàn bộ dự án cho công ty Hoàng Cường và được liên danh này hoàn trả một khoản tiền chỉ hơn 46 tỷ đồng. Góp vốn hợp pháp, thoái vốn hợp pháp, nhưng cuối cùng tự dưng cái tài sản rất lớn, cái giá trị rất lớn ấy thì ở lại với lại cái công ty mới, với những cái cá nhân nào đó. Còn cái vốn có nguồn gốc của nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước thu hồi về thì lại rất thấp, rất nhỏ so với lại cái giá trị thực sự. Đất công ấy, thông qua cái đấu thầu đấu giá sai pháp luật để mà chuyển sang cái khu vực ngoài nhà nước, gây nhiễu loạn ở trong, lũng đoạn ở trong quản lý nhà nước về đất đai nói chung và quản lý tài sản công nói riêng. Thứ ba nữa là làm mất cán bộ có chức có quyền đã tha hóa biến chất, lợi dụng cái kẽ hở pháp luật để mà trục lợi. 2.500m2 đất công rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh dự án bất động sản với hàng trăm căn hộ có giá thị trường từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng. Còn nhà nước chỉ nhận về 46 tỷ đồng sau chuyển đổi mục đích sử dụng. Quá dễ dàng và giá cũng quá rẻ. Đây chỉ là một trong số 38 dự án ở vị trí đất vàng của thủ đô mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm. Sự biến tấu, lạm dụng, gây thất thoát, biến đất nhà nước thành đất tư nhân với giá rẻ mạt đang làm mất đi nguồn lực to lớn mà đúng ra đã được sử dụng để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và của người dân. Trong phần tiếp theo của bản tin, tình trạng dư thừa lao động ở các địa phương nhưng thiếu lao động ở các vùng kinh tế trọng điểm do tâm lý tránh dịch, nhiều giải pháp được đưa ra để hỗ trợ người lao động trở lại nơi làm việc. Năm 2021 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Chi tiết sẽ được thông tin trong phần tiêu điểm bản tin ngày hôm nay. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Những người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh nền tái khám sau 2 đến 4 tuần để tầm soát di chứng hậu COVID-19, khuyến cáo từ các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi tái khám, bệnh viện sẽ xét nghiệm, chụp X-quang chuyên sâu để đánh giá tầm soát. Di chứng hậu COVID-19 thường là ảnh hưởng về hô hấp cấp và hô hấp mãn tính, di chứng về tim mạch, một số bệnh lý xuất huyết não, nhồi máu não, lo âu, rối loạn giấc ngủ. Hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng và lớn tuổi mà còn ghi nhận ở người trẻ mắc COVID-19 nhẹ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, thực hiện theo mô hình tháp 3 tầng, cấp cơ sở tiếp nhận bệnh nhân nhẹ, bệnh viện tuyến quận huyện chăm sóc người bệnh mức độ trung bình, bệnh viện chuyên khoa sâu và đa khoa tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nặng và nguy kịch. Chỉ riêng Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12 vừa qua đã tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân bị hậu COVID-19. 2,2 triệu lao động đã rời các đô thị, nhà máy, khu công nghiệp để tránh dịch COVID-19. Điều này đã dẫn tới tình trạng dư thừa lao động ở các địa phương, nhưng thiếu lao động ở các vùng kinh tế trọng điểm. Còn với chính người lao động, 4 đến 5 tháng ở nhà không thu nhập thực là một áp lực cho chính họ cũng như gia đình. Làm gì, ở đâu sẽ là những mong mỏi của hàng triệu lao động sau Tết. Hiện nhiều địa phương đưa ra chính sách hỗ trợ cụ thể như ưu tiên tiêm mũi 3, hỗ trợ tiền xe cho lao động sau Tết có nhu cầu quay lại nơi làm việc và tìm việc làm mới tại các vùng kinh tế trọng điểm. Chưa bao giờ hai đứa con của vợ chồng anh Toàn hạnh phúc như mấy tháng qua. Mấy năm chỉ Tết mới gặp cha mẹ thì giờ ngày ngày gần gũi. Còn với hai vợ chồng thì đầy lo lắng sau khi từ Long An trở về. Đang quen với thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, giờ
thì bằng không. Ở nhà thì nói chung là không có việc làm đều, em chỉ làm đồng áng, ví dụ có người thuê thì đi làm được một vài buổi lại hết việc ạ. Ý định thì sang năm thì có cái sự trợ giúp nào đấy thì bọn tôi vẫn vào trong đấy làm. Đang đi làm thì bố gọi về tránh dịch. Dù chỉ 3 tháng lương công nhân đã bằng cả năm làm ruộng và tiền đóng học cho các em đều trông vào đó, nhưng Phương vẫn quyết định trở về. Ở quê nhà chẳng có mấy việc, có thể kiếm tiền ngoài làm ruộng. Càng gần Tết, Phương càng tiếc nuối vì mình đã bỏ việc. Về thì em cũng định tìm việc ở quanh tỉnh nhưng mà dịch quá nên là cũng hơi khó. Nên là em định là ra Tết em đi. Hầu hết lao động trở về quê nhà tránh dịch đều xác định sau Tết sẽ trở lại nơi làm việc cũ hoặc tìm việc mới. Từ Bình Dương trở về, bao nhiêu tích lũy bình dồn vào việc xây căn nhà này. Nhưng 4 tháng ở nhà không có thu nhập mà còn hao dần tiền tiết kiệm. Vẫn tiếc thời gian đóng bảo hiểm được hơn 5 năm, Bình quyết định sẽ đi làm ngay sau Tết. Mỗi mà dịch nó ổn lên mà Việt Nam mình kiểm soát được dịch thì có thể là em cũng sẽ đi. Trong chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh quay lại thành phố làm việc như hỗ trợ tiền đi lại, chi phí sinh hoạt tối thiểu, y tế, bố trí nơi ở tạm thời hoặc hỗ trợ tiền mặt trực tiếp, kết nối việc làm. Sắp tới chúng ta hỗ trợ về tiền nhà trọ, các chi phí xét nghiệm để người ta quay trở lại, xây dựng hạ tầng các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm để phục vụ cho các địa phương trong việc nắm bắt thông tin thị trường và điều phối cái cung cầu trên toàn quốc. Vợ chồng anh Toàn đã hẹn với chủ công trình sau Tết trở lại chỗ làm cũ tại Long An. Ở quê nhà đã được tiêm đủ 2 mũi, đi cũng yên tâm hơn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trong đại dịch nhưng năm 2021 đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với làn sóng đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Năm 2020, năm đầu chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức. Tổng vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt chỉ đạt 451 triệu đô la Mỹ, giảm 48% so với năm 2019. Bước sang năm 2021, khi các quỹ đầu tư và các startup ngày càng thích ứng với quy trình làm việc online, hàng loạt thương vụ đã được chốt ngay cả trong thời điểm giãn cách xã hội. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vốn đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam năm 2021 đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, cho thấy sức hút không nhỏ của các khởi nghiệp trẻ Việt Nam. Các lĩnh vực nóng thu hút vốn lớn là công nghệ tài chính, fintech, thương mại điện tử hay giáo dục trực tuyến, với các thương vụ đầu tư trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về các thương vụ đáng chú ý này trong tổng hợp sau đây. Ví điện tử lớn nhất Việt Nam là Momo trở thành kỳ lân mới của Việt Nam với khoản đầu tư 200 triệu đô la Mỹ là tiêu đề bài viết trên trang tin Nikkei Asia vào những ngày cuối năm 2021. Khoản đầu tư của ngân hàng Nhật Bản Mizuho giúp giá trị của Momo được định giá lên tới 2,2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, chỉ trong năm 2021, Momo đã nhận đầu tư gần 300 triệu đô la Mỹ. Còn theo trang tin The Star của Malaysia, mục tiêu của ví điện tử lớn nhất Việt Nam này là gấp đôi số người dùng hiện nay trong 2 năm tới. Tiếp theo đó sẽ là phát triển thành một siêu ứng dụng có nhiều tính năng tích hợp trên điện thoại. Chúng tôi sẽ sử dụng cái nguồn vốn này để thứ nhất là đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ tài chính cho hơn 31 triệu khách hàng Momo, cung cấp cái việc chuyển đổi số một cách đơn giản, hiệu quả, dễ dàng cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Đồng thời, Momo sẽ tiếp tục đầu tư phát triển dịch vụ ra những thành phố cấp 2, cấp 3 và đặc biệt là những khu vực tại vùng nông thôn. Đứng thứ hai về giá trị thương vụ đầu tư vào startup Việt là Tiki. Nền tảng thương mại điện tử này đã huy động thành công 258 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series E do AIA dẫn đầu. Trả lời phỏng vấn trên Bloomberg, Sơn Trần, nhà sáng lập của Tiki cho biết, những thương vụ đầu tư này cho thấy niềm tin của thị trường vốn toàn cầu vào sự tăng trưởng và tiềm năng của Việt Nam.
Nếu như fintech và thương mại điện tử dẫn đầu về tổng vốn đầu tư, một trong những lĩnh vực có nhiều thương vụ gọi vốn được công bố nhất trong năm qua là EdTech hay công nghệ giáo dục. Trích nguồn từ EdTech Agency, đơn vị nghiên cứu công nghệ giáo dục đầu tiên tại Việt Nam, báo Le Courrier du Việt Nam cho biết quốc gia này là một trong 10 thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Thị trường EdTech tại Việt Nam có thể đạt giá trị 3 tỷ đô la Mỹ nhờ vào nhu cầu học trực tuyến là tiêu đề trên bài viết của Nikkei Asia. Bài báo có liệt kê một số thương vụ đầu tư đáng chú ý của năm 2021 như thương vụ eQuest nhận 100 triệu đô la Mỹ đầu tư từ quỹ đầu tư Mỹ KRR hay Clarify nhận 2,1 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đầu tư để xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Qua đó thì hệ thống sẽ phân tích, dựa trên đó thì giáo viên sẽ trao đổi với học sinh và gợi ý những cái dạng bài để giúp các con có thể là hiểu được sâu bài toán và tránh bị hỏng kiến thức. Bên cạnh những lĩnh vực đã rất nổi bật trong 5 năm trở lại đây, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam xuất hiện một ngôi sao mới nổi, đó là lĩnh vực game về blockchain. Trong năm qua, AC Infinity, trò chơi được phát hành bởi startup Việt Sky Marvis, trở thành từ khóa gây bão trên Google Search. Theo Forbes, tháng 10 vừa qua, Sky Marvis công bố huy động thành công 152 triệu đô la Mỹ trong vòng Series B. Startup do người Việt sáng lập này được định giá lên đến 3 tỷ đô la Mỹ trong vòng đầu tư này. Với sự xuất hiện của Axie Infinity thì gần như là đã tạo ra một cái làn sóng mới, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên quốc tế. Mọi người thông qua cái sự phát triển của Axie Infinity thì cũng muốn làm được những điều gì đó tương tự, cũng muốn tạo ra những cái thay đổi lớn lao, không chỉ là đối với ngành công nghiệp, giao thoa giữa blockchain và game, mà còn muốn tạo ra sự tác động tích cực hơn đối với cộng đồng, đối với xã hội. Có thể thấy sau một năm 2020 giảm sút về cả số lượng thương vụ và số tiền đầu tư, năm 2021 được coi là sự trở lại mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Điều này trở thành một bàn đạp thuận lợi hơn cho năm 2022, phát triển cả về số lượng thương vụ và giá trị đầu tư. Với những thương vụ đã được thực hiện xuyên suốt năm 2021, báo chí và chuyên gia quốc tế đều cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm khởi nghiệp trong khu vực, mà trong đó công nghệ sẽ trở thành nòng cốt phát triển. Nếu như chỉ vài năm trước, câu chuyện được đề cập đến với các startup Việt là chỉ là làm sao để cạnh tranh được với các công ty đa quốc gia ngay trên chính sân nhà của mình, thì nay với nền tảng công nghệ đột phá, nhiều startup công nghệ Việt thậm chí đang có lợi thế phát triển sản phẩm trên cả các thị trường quốc tế. Đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm công nghệ tiếp theo của khu vực. Ông Bình Trần, đồng sáng lập quỹ đầu tư Ascend Vietnam Ventures, trả lời phỏng vấn của truyền hình Bloomberg cho biết, so với con số chỉ khoảng 48 triệu đô la Mỹ đầu tư năm 2017, con số hàng tỷ đô la Mỹ đổ vào startup Việt trong năm 2021 là thực sự ấn tượng. Đại dịch Covid đã tác động đến nhiều ngành nghề, nhà đầu tư họ trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên, thì chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều startup và họ đã đi đến các vòng gọi vốn Series B, Series C và giá trị trung bình cho một vòng gọi vốn đó sẽ dao động từ 5 đến 10 triệu. Chúng tôi muốn hỗ trợ cho cộng đồng startup công nghệ tại Việt Nam biến những cái ý tưởng sáng tạo của mình thành những cái sản phẩm có tính thương mại cao để giúp Việt Nam trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo và một cái trung tâm công nghệ mới, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới. Phân tích rõ hơn về các lý do Việt Nam là trung tâm khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, bài viết trên trang tin về công nghệ TechWise Asia dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam có sự tăng trưởng doanh thu trong các lĩnh vực kỹ thuật số như fintech và thương mại điện tử, tăng chi tiêu của người tiêu dùng trong nước, tăng đầu tư từ các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ ở Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc, và cuối cùng là hỗ trợ sâu rộng của chính phủ để phát triển kinh tế số. Cũng nhận định lý do phần lớn các thương vụ đầu tư khủng hiện nay vào Việt Nam là cho các startup công nghệ, bài viết trên tờ Jakarta Globe của Indonesia cho biết Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số lượng điện thoại thông minh cao nhất với 63,1 triệu điện thoại thông minh đang được sử dụng. Gần đây, một nghiên cứu của Visa cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể người dùng ví điện tử và ứng dụng thanh toán vào năm 2020, cho thấy rằng hơn 85% người tiêu dùng có ít nhất một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và 71% trong số họ sử dụng nó ít nhất một lần một tuần. Cái thị trường fintech ở Việt Nam đang ngày càng đa dạng hóa về ngành nghề,
thì chúng ta có thể thấy được là về ngân hàng số này, về ví điện tử này, cái mục tiêu xã hội hóa không dùng tiền mặt của theo đề án của chính phủ nó cũng là tạo ra được nhiều thuận lợi để các công ty fintech hay là thương mại điện tử để phát triển. Kingzone cũng rất là kỳ vọng vào việc là fintech ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và trở thành gọi là lá cờ đầu trong cái lĩnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Những cái ngành như là công nghệ y tế, health tech cũng là một cái mảng khá là đáng chú ý. Ngoài ra thì về công nghệ giáo dục và những cái thương mại cũng sẽ là những cái mảng mà tận dụng cái lợi thế thay đổi hành vi người tiêu dùng trong cái giai đoạn trước để mà tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Theo báo cáo Southeast Asia Ecosystem 2.0 của Golden Gate Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm này nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của Đông Nam Á và sẽ trở thành quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ 3 khu vực vào năm 2022. Việt Nam, một trung tâm khởi nghiệp trong khu vực, một ngôi sao đang lên của Đông Nam Á về hệ sinh thái khởi nghiệp, hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào những dự báo này. Có thể thấy đại dịch COVID-19 đã đặt ra không ít thách thức đối với startup trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng có thể coi là cơ hội chuyển mình của startup Việt, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo nên làn sóng trên thị trường. Việt Nam đã có đủ điều kiện tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp thành công với những vườn ươm khởi nghiệp, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc phát triển các mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với những nỗ lực từ phía chính phủ và các tổ chức có liên quan, Startup Việt sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá vượt qua đại dịch COVID-19 và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đến đây thì bản tin thời sự cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.